rồi cứ đánh đi, đánh cho phát tay đi, đánh cũng chết à. Yeah.
Thank you.
thi đấu đôi một ván. Mời các vận động viên Hữu Tài Quốc Diệp quận Sport và Hải Sơn Công Nghĩa Liên Quân đến bàn số 1 bốc thăm thi đấu. Thi đấu đôi một tám, mời các vận động viên Xuân Thành Xuân Bình Tám Râu và Vũ Phú Hồng Vinh xí nghiệp Đồng Mái đến bàn số 2 bốc thăm thi đấu. Thi đấu đôi vòng 8, mời các vận động viên Thủy Khang Phúc Thịnh Khắc Tài và Tuấn Anh Xuân Bắc đến bàn số 8 bốc thăm thi đấu. Thi đấu đôi vòng 8, mời các vận động viên Châu Nguyên Trọng Quân phân bón miền Nam và Minh Trí Tiểu Linh Nhựa Tân Thạnh đến bàn số 7 bốc thăm thi đấu.
em mà.